chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mít Tung Tăng và mình là Mít. Còn đây là MC Lip. Lip xin chào cô chú anh chị và các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Mít làm video này á để cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Mít Tung Tăng của mình. Hôm nay thì mình có được 1.000 sub rồi mấy bạn, và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Mít trong thời gian tới nữa nha. Rồi hôm nay á Mít sẽ làm một cái món ăn để mà mình để dành á, mình ăn ở nhà từ từ trong thời gian chống dịch corona này mấy bạn, mình không có ra đường được, mình sẽ làm một món ăn chơi và để dành ăn từ từ nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng vào bếp với Mít nha. đi thôi Silip ơi. Nguyên liệu chính của ngày hôm nay đó chính là chân gà. Thì cái chân gà này mấy bạn mình đã mua về, mình rửa sạch đó, rồi mình chặt nó ra làm đôi nha mấy bạn. Đấy, mình được một cái thao nhỏ nhỏ chân gà như vậy nè. Và tiếp theo thì sẽ là xoài. Thì tiếp theo đó mình có sả nè, rồi tỏi, ớt, gừng, hành, rồi tắc và một trái xoài. Ngoài ra mình còn có ớt bột Hàn Quốc nè, me, và cái này là tương ớt nè mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm món chân gà sả tắc để mà ăn. Vậy nha, bây giờ mình cùng tiến hành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc chân gà nha mấy bạn. Mình sẽ bật bếp lên, cho vào đây một vài chút muối nè, rồi mấy lát gừng, để mà khử cái mùi tanh của cái chân gà mấy bạn. Nước sôi mấy bạn, bây giờ mình sẽ cho cái chân gà này vô nha mấy bạn. Vô hết luôn. Mình sẽ luộc gà trong vòng 8 phút. Thì bây giờ là 10:03 rồi, mình hẹn 8 phút các bạn. Rồi, lúc luộc gà mấy bạn nhớ là vớt cái bọt ra nha mấy bạn. Như vậy thì cái chân gà của mình á, nó sẽ giữ được lâu, nó không có bị nhớt đó mấy bạn. Món này thì sẽ để được từ 5 tới 7 ngày ở trong tủ lạnh đó mấy bạn. À, mấy bạn nhìn thấy ngon chưa? Trong lúc chờ đợi á, thì mình sẽ làm cái sốt nha bạn. Mình sẽ cái tỏi này bóc vỏ ra, ớt mình sẽ sử dụng 2 trái mấy bạn. Mình sẽ cắt nó nhuyễn ra. Mình cũng lấy hành ra. Hành này là củ hành tím mấy bạn. Sau đó mình sẽ cho vào cái cối xay mình xay mấy bạn ơi. Nó nhuyễn rồi mấy bạn, sôi rồi mấy bạn. Thì bây giờ cũng đúng 8 phút mấy bạn, mình sẽ tắt bếp nè và vớt cái chân gà này ra, cho vào cái thau nước đá mà mình đã chuẩn bị trước đó, cho cái gà này nó sẽ săn lại, nó giòn.
thì cái chân gà sau khi mà mình luộc xong mình sẽ đem ngâm vô cái nước đá lạnh này các bạn, cho chân gà nó săn lại. Như vậy khi mà mình bỏ vô mình làm cái chân gà nó sẽ giòn, chân gà nó sẽ giòn ngon hơn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi lọt xoài các bạn. Chẻ cái trái xoài ra. Mình sẽ cắt cái miếng ngắn ngắn nhỏ nhỏ gì nè mấy bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã gọt xong xoài mấy bạn. Bây giờ mình sẽ rửa lại cái chân gà bằng nước lạnh nha mấy bạn. Cái chân gà mình ngâm nước đá, bây giờ mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái chân gà với lại xoài này bỏ vô trong tủ lạnh khoảng 15 tới 20 phút á, cho nó giòn mấy bạn. Sau đó mình cho me ra cái chén to hơn mấy bạn. Đổ cái miếng nước sôi này vô nè. Để mà mình dành lấy cái nước me mấy bạn. Thì có nhiều bạn á sử dụng giấm mà có nhiều bạn thì sử dụng me. Mình thì thấy cái sử dụng me thì nó sẽ ngon hơn mấy bạn. Nước me cũng được rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt nha mấy bạn. Chảo nóng rồi mấy bạn, mình sẽ cho cái dầu ăn vô. Mình sẽ cho cái tỏi nè, rồi ớt, rồi hành hồi nãy là mình bỏ vô mình xay á mấy bạn. Mình cho vô. Cho vô hết luôn. Cái sả mà mình đã bằm á, mình cũng cho vô luôn. Sau đó mình sẽ cho cái nước sốt me này vô nha mấy bạn. Mình chỉ cho phần nước vô thôi chứ không có cho cái phần cái vô. Cho vào đây một ít nước lọc. Sau đó mình cho cái ớt bột Hàn Quốc vô mấy bạn. Mình cho cái ớt bột này là để tạo cái màu á, nó không có cay nhiều nhưng mà nó lên cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho cái tương ớt này vô. Bây giờ nó có cái màu đẹp quá mấy bạn ha. Mình sẽ nêm thêm vào đây một xíu đường, xíu nước mắm nữa mấy bạn. Mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Mình sẽ sắc cái sả này thành từng cái khoanh. Tắt mình sắc làm đôi. Thank you.
ngực mình tái mỏng. Đây, mít đã chuẩn bị một cái thao. Thì bây giờ mình sẽ bỏ hết cái nguyên liệu này vô mấy bạn. Đây, có xoài nè, gừng sắc sợi, rồi tắc, rồi sả. Cho hết vào trong đây luôn. Đó. Sau đó mình sẽ cho chân gà mà mình để ở trong tủ lạnh á, cho vào luôn. Mấy bạn nhớ là phải vắt nước nha, mình thấy nó ra nước không có đổ vô hết. Mình không có lấy cái nước này vô trong nha mấy bạn. Sau đó heo bao tay vô. Mình sẽ lấy cái sốt này nè, mình cho vào trong. Mình sẽ cho trước 2 muỗng thôi. Đó, để qua đây. Sau đó mình sẽ trộn đều cái này. Đó, mình sẽ trộn đều hết tất cả mọi thứ lại với nhau. Trộn. Sau đó mình sẽ cho ra dĩa. Bạn mình đã hoàn thành món chân gà sả tắc rồi. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào chiên nó thôi mấy bạn. À, hôm nay mình làm món này nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon mấy bạn. Mình sẽ ăn món này và uống Coca-Cola để chúc mừng mình được 1000 sub nha các bạn. À, wow, nó vàng lên rất là nhiều luôn. Đây, xin mời mọi người chung vui với mít nha. Xin mời các bạn vô. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh Mít Tung Tăng của mít nha mấy bạn. Mình ăn món này thì mình để giữ sạch tay thì mình đã đeo găng tay. Đây, xin mời mọi người bắt tay với mít đi. Ngon lắm mấy bạn ơi. Chân gà ốp hút vô vị á. Mình thấy món này á mấy bạn nên dùng á là chân gà công nghiệp thì vậy nó mập hơn, nó có nhiều cái da sộm hơn. Còn nếu mà chân gà ta á thì có xương thôi. Cái xương xong cái đó lớp da nó không có nhiều cái lớp thịt để mình ăn. Cái chân gà nó giòn sần sật luôn mấy bạn. Sao bên đây không có đều. Món này nó ngon nếu mà mọi người nhậu với bia. Nhà mình hết bia rồi. Không muốn bia được. Mình làm như vậy mình sẽ bảo quản được nó từ 5 tới 7 ngày rồi mấy bạn. Mấy bạn thích bỏ xoài thì bỏ xoài, còn không thích bỏ xoài á thì làm cái chân gà không cũng được. Chân gà mình mua rất là mập luôn. Mấy bạn thấy cái màu ở đây không? Là do cái ớt bột Hàn Quốc đó mấy bạn. Ớt này mấy bạn mua trong siêu thị nhiều lắm.
cái chỗ mà bán kim chi là chắc chắn có cái món này, có món ớt này. Bây giờ mình sẽ ăn miếng xoài nè. Một ít sả luôn, gừng luôn. Xoài là xoài nhà mình đó các bạn. Nó không có chua đâu. Nó ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Đó, mình đang làm thì và năm qua bà Năm cho mình rong biển. Hôm nào mình sẽ nấu canh rong biển để ăn chung với các bạn nha. Cái chân gà rất là giòn. Các bạn mà luộc á thì phải vớt cái bọt ra, vậy thì mình cái chân gà của mình nó sẽ không có bị nhớt á mấy bạn. Lúc mình hồi trước mình mua cái món này á thì chỗ bán á nó làm cái chân gà mà bỏ trong tủ lạnh á nó bị nhớt, và mình cũng phải vớt cái bọt lúc mà mình luộc á mấy bạn. Nhưng mà mình thích ăn mấy cái cụ lợi gì nè. Ban đầu mình định làm YouTube á, là làm về du lịch với mấy bạn, nhưng mà xui xao năm nay dịch corona không đi đâu nhiều được mấy bạn. Tính ra thì mình mới vừa đi được khoảng chừng 3-4 chỗ thôi mấy bạn, và dịch corona không đi được nữa. Giờ chỉ có ở nhà ăn uống mập thay mấy bạn. Xoài rất là giòn. Ngon mấy bạn ơi. Rất là ngon.
chân gà nó có hôi mùi mà mình luộc trong cái gừng á, nước mình bỏ muối cũng gừng á, nó khử luôn cái mùi hôi ở chân gà. Mình sẽ kết thúc video đây, cảm ơn các bạn đã xem video của Mít. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhớ like, share, ủng hộ Mít trong thời gian tới nữa nha. Giúp Mít thực hiện thêm 3.000 giờ xem nha các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Cheers.